Ok, hello mọi người. Bây giờ thì mình cũng vừa mới tới Hà Nội. Khách sạn mình đang ở là Hà Nội Pearl. Thì cái mục đích mà chuyến này mình ra Hà Nội là để tham dự một trong những cái event cực kỳ lớn của RC. Thì RC là tạp chí thời trang vô cùng lớn ở Hà Nội, mà ở trong cái thời điểm này thì họ đang tổ chức một cái event, một cái buổi gặp mặt hội ngộ rất là nhiều creator về thời trang. Trong cái event này thì sẽ có cả special guest. Thì special guest là anh Phạm Minh Trí với lại anh Freddy Nguyễn. Để mà tối nay gọi là anh em mình có thể gọi là connect với nhau thì mình sẽ dẫn mọi người đi coi coi event đó được tổ chức như thế nào. Tại vì số lượng vé nó cũng nhất định thôi, nó không có nhiều. Event thì tổ chức tại Foxy Bar. Bây giờ mình với anh Tuấn sẽ bắt đầu đi. Tụi mình chắc cũng gọi là đại khái là cũng gần gần trễ rồi đó. Chào mọi người theo mình nha. Hello em, hello mọi người chứ lộn. Anh Tuấn là một trong những người bạn tốt của mình. Chuyến này về thì cũng nhờ có anh Tuấn mà mình mới có người đồng hành ở bên cạnh để hỗ trợ. Tại vì thật ra mọi người không biết đó, làm nội dung không ấy, điên mình không có nổi đâu. Wow, thiệt luôn em. Ủa, anh ấy đâu ta? Đó, anh đang sao kìa. Mặc rồi hả anh ha? Của em hết bao nhiêu anh ha? Trời ơi, mấy anh em tôi. Trời quá trời tôi. Cảm ơn em tới với Hà Nội để với AC. Trời vui quá trời. Đi chơi hay đúng không? Dạ. Em mình vào đây thì mình nhé. Nhiều nha. Trời ơi, bên cực kỳ thuận lợi luôn á. Cảm ơn thầy nhé. Với lại bà chủ Foxy. Ui, lạ quá. Em bắt đầu đây được 12 đúng không? Dạ đúng rồi. Thì có hôm nào sắp xếp được anh em đi ăn với nhau cũng được. Dạ. Tại vì mai mốt em cũng có nhiều hẹn, nhưng mà có gì em nhắn nha. Ok, nếu mà sắp xếp được thì bảo anh. Được không? Dạ. Dạ. Ok. Dạ. Bye bye. Bye. Dẫn hận nha. Thì ra Hà Nội thật sự rất là vui. Anh em ở ngoài này ai cũng rất là nhiệt tình và ai cũng gọi là cố gắng rất rất là nhiều để cống hiến cho cộng đồng. Vậy nên là thực sự là những cái trải nghiệm này mình rất là muốn dẫn mọi người theo để mọi người gọi là gần gũi với lại anh em hơn nè. Với lại vì nhìn thấy được là những anh em ở trong cộng đồng đang cố gắng như thế nào để giúp đỡ cho thời trang nước nhà mình phát triển hơn. Mình mới đi ăn bún chả với anh Nam xong lại đó. Cái thứ hai đó là em thấy năng lượng của anh em người này là nói chung là anh em người nào cũng rất là chuyên môn, chứ không có ai nói chuyện surface level cả. Mà em rất là thích cái điều đó luôn á, kiểu như mình nghe là mình tiếp thu cái gì đó rất là hay, những cái mà mình muốn biết luôn. Ví dụ như em ngồi với anh lại học rất là nhiều điều hay luôn, mà em hoặc là ở bên đó em không có được như vậy, không có một cái người nào mà nói chuyện đủ sâu cả. Nếu mà học thì học tinh tế nhiều, tinh tế nói chuyện số má cũng hơi buồn, hơi chán. Ở đây thì anh em cho em một cái năng lượng hoàn toàn khác luôn, năng lượng nó art, nó nghệ thuật hơn, nên
nên là mấy ngày này em về tự nhiên em cảm nhận được rất là nhiều cái hay mà em cảm thấy nó là cái chất liệu để sau này em quay lại em làm công việc tốt hơn. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm thì khi mà kiểu mình gặp nhau đúng không, mỗi tâm hồn thì nó lại có một cái khác, mình ghép lại với nhau mình tạo thành một cái gì chung. Dạ vâng. Dạ. 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 Cảm ơn. Đóng nói gì đóng máy lại cho mấy bạn. Đây là Nam Gossi. Yeah, what's up chào mọi người. Thực ra là em cũng muốn biết cái cảm nhận của anh sau khi mà anh làm show ở bên Gossi xong. Dạ. Hôm đó anh cảm thấy như thế nào? Hôm đó với em là em cảm thấy một cái show cực kỳ tuyệt vời. Tự nhiên có cơ hội được kết nối với lại những anh em trong ngành. Rồi nhìn thấy được cái sự gọi là sự ảnh hưởng rất là tích cực cho cộng đồng của RC. Nên là thực ra là hôm đó em là cực kỳ trân trọng vì anh đó, vì anh đó rủ em ghé. Cảm ơn Khánh đã có mặt tại cái event đấy của RC. Thì sau khi làm được cái event đấy một cách anh thấy là cũng khá là thành công. Thì điều anh vui mừng nhất đó là mọi người được gặp nhau, được kết nối, được networking. Thực ra là anh muốn làm nhiều thứ hơn ở cái event đấy. Nhưng mà trong thời gian nó khá ngắn thì anh cũng đã cố gắng gọi là hết mình cùng với team để ra một cái sự kiện gọi là để mọi người có thể là có sân chơi cho những bạn trẻ yêu thích thời trang, thích nghệ thuật, sáng tạo để đến lại gần với nhau hơn. Và một lần nữa rất là cảm ơn Khánh như hôm đấy đã rất là nhiệt tình bay về với anh. Trời. Thì á, nói chung là hiện tại thì ở Việt Nam mới nếu mà nói về tạp chí về thời trang thì thật ra là ý kiến của mình là nó cũng hơi nó, thật sự là nó không muốn không có bias, bởi vì mình chơi bên nào mình thích RC và bởi vì mình cảm thấy cái giá trị cốt lõi của RC nó mang thời trang đến với lại cộng đồng đại chúng nhiều hơn, nó làm cho gọi là cái kiến thức thời trang nó dễ digest, nó dễ tiêu hóa hơn. Vậy nên là mình rất là hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ cho RC, tại vì event hôm bữa là gần cả 100 người cực kỳ chân chu, nên là maybe event sau có cả 1000 người. mong là sẽ được đón Khánh vào một ngày Hà Nội thời tiết đẹp hơn với một quy mô nó hoành tráng hơn, và RC có thể truyền tải nhiều thứ như là nó đẹp đẽ hơn, nó tròn trịa hơn đối với cộng đồng. Ok rồi. Giờ mọi người biết anh nào mà ở ngoài cười cực kỳ nhiều, đi chơi giỡn hết quá trời, không giống anh chơi trên không giống trên sân thượng. Anh nào trên mạng ngâu quá. Ok nói vậy thì có gì em gặp anh sau. Ok rồi, quá tuyệt vời, cảm ơn anh. Cảm ơn Khánh nha.